thông tin của nhà sản xuất. Đây, công ty cổ phần CMC gạch ốp lát cao cấp, địa chỉ là khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Đây là các cái chất lượng theo cái tiêu chuẩn của nhà máy COCQ, hướng dẫn sử dụng phải sử dụng cùng một mã số sản xuất, giữ khoảng cách 3-5 mm, yêu cầu lát theo chiều mũi tên dưới đế bên gạch, mọi khiếu nại chỉ được giải quyết trước khi thi công. Đây là cách lát, hướng dẫn cách ốp lát chọn nhà máy, cự ly 3-5 mm, hai viên so le nhau từ 150-180 mm. Nhà máy gạch CMC Hàn Kim Việt Nam. Đây, sau lưng có đế, sau lưng bên gạch có một tên này. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video hay hơn tiếp theo. Xin chào các bạn.